Chào Việt Nam. Hôm nay Sang sẽ là người dẫn mấy người này đi ăn phở đây mọi người nhá. Bây giờ đang đi ra ngoài đó đây. Ở ngoài phố này rất là đông. Sang là nếu mà các bạn coi phim trưởng á, thì Sang là người đầu đàn của cái bang đây ạ. Bữa nay dẫn nguyên một phái đoàn cái bang đi ăn phở. Bữa nay đông lắm luôn.